Sau đây là phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị trình báo cáo Bộ Chính trị xem xét đồng ý xây dựng sân bay Long Thành. Theo văn bản truyền đạt của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã thông qua nội dung báo cáo Bộ Chính trị về việc đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông, kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư giai đoạn 1 của dự án. Trước đó, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã trình báo cáo bổ sung với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 35 vừa qua. Theo đó, tổng vốn đầu tư dự kiến là 15,8 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 2,9 tỷ đô la so với đề xuất ban đầu. Riêng giai đoạn 1, vốn đầu tư được giảm còn hơn 5,2 tỷ đô la so với 7,8 tỷ đô la như trước đó. Hôm qua, tại cuộc họp về cơ chế đặc thù cho dự án điện hạt nhân, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đề xuất hỗ trợ ngân sách trung ương cho nhiều công trình thành phần phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, hai dự án hồ thủy lợi Tân Mỹ và Đầm Nại, công trình cầu Ninh Chữ, một số tuyến đường ven biển được Bộ và tỉnh đề xuất ưu tiên hỗ trợ trước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu sắp xếp các dự án cần ngân sách nhà nước hỗ trợ thành các giai đoạn theo tiến độ của hai dự án điện hạt nhân để chính phủ cân đối. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các dự án đề xuất cần được cân đối và lồng ghép hợp lý với các quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2009. Dự án gồm hai nhà máy với công suất trên 4.000 MW, tổng mức đầu tư tại thời điểm báo cáo là 200.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ phê duyệt địa điểm. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin về những hoạt động tại lễ hội cà phê đang diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột thuộc Đắk Lắk từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3. Với chủ đề Buôn Ma Thuột những đường xuân lịch sử, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tại Đắk Lắk bao gồm nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng, trình diễn nghệ thuật, các hội thi và hội nghị về phát triển cà phê bền vững. Cũng trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cho khâu trồng trọt, chế biến và tiêu thụ cà phê đã được tổ chức. Trong đó có chương trình Hội Mùa Phú Mỹ với mục tiêu tôn vinh cây cà phê đã có mặt hơn 100 năm qua tại vùng đất Tây Nguyên, tôn vinh những người làm ra hạt cà phê, khát vọng và ý chí mang cà phê Việt chinh phục thế giới. Người tham gia lễ hội cà phê năm nay không chỉ có cơ hội thưởng thức các loại cà phê đặc sắc nhất của thủ phủ cà phê, mà còn được trực tiếp trao đổi với các chuyên gia nông nghiệp của nhiều đơn vị tham dự để tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cà phê hiệu quả và bền vững. Và cũng liên quan đến lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay sẽ chuyển đổi trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột thành sàn giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột, với kỳ vọng sẽ hình thành được một cơ sở giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp kết nối trực tuyến với thế giới. Sàn giao dịch cà phê hàng hóa Buôn Ma Thuột BCCE có vốn điều lệ 75,5 tỷ đồng. BCCE sẽ hoạt động theo cách thức của một sở giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp, sẽ kết nối trực tuyến với sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới là CME tại Mỹ. BCCE trước mắt vẫn mới chỉ có hai loại giao dịch là mua bán giao ngay và hợp đồng tương lai. Sau sản phẩm cà phê, BCCE dự kiến sẽ đưa cả tiêu đen và cao su lên sàn giao dịch. Trước đó, tiền thân của BCCE là Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2008, với sản phẩm đầu tiên là mua bán cà phê giao ngay, đến năm 2011 thì có thêm sản phẩm giao dịch cà phê kỳ hạn. Sau đây là một thông tin khác, thưa quý vị. Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam trong vai trò đồng chủ tịch quỹ Terry Fox vừa công bố một dự án trị giá 2,5 tỷ đồng nhằm phát hiện và chẩn đoán sớm căn bệnh ung thư vòm họng. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 2 năm, có sự phối hợp giữa Đại học British Columbia của Canada với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung Bú, được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức của người dân cũng như ngăn ngừa tối đa nguy cơ mắc bệnh. Quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Anthony Nizit, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam, đồng Chủ tịch quỹ Terry Fox và bà Catherine Park, tiến sĩ ung thư thuộc Trường Đại học British Columbia. Xin chào và cảm ơn ông bà đã tham gia cuộc trò chuyện này. Trước hết, xin ông vui lòng cho biết vì sao quỹ từ thiện Terry Fox lại chọn Việt Nam để thực hiện dự án của mình. Terry Fox chọn Việt Nam vì giữa hai bên đã có một sự hợp tác tốt đẹp từ 17 năm nay với giải chạy Việt giả Terry Fox. Quỹ ghi nhận những đóng góp của Việt Nam cũng như các đối tác khác trong dự án này. Đó là nền tảng dẫn đến quyết định Việt Nam là một nơi rất thích hợp để triển khai dự án mới về phát hiện và chẩn đoán sớm căn bệnh ung thư vòm họng. Ngoài ra thì Terry Fox cũng tiến hành dự án ở một số quốc gia trên thế giới. Tôi nghĩ đây là một cơ hội đặc biệt cho cả Việt Nam và Canada để cùng nhau thực hiện dự án này.
Và tại sao dự án lại tập trung cho các bệnh ung thư vòng họng thưa bà? Oral cancer screening program in the community can raise awareness of oral cancer. Hiện nay, số bệnh nhân bị mắc ung thư vòng họng đang gia tăng tại Việt Nam. Và với chương trình nghiên cứu vì cộng đồng này, chúng tôi muốn nâng cao ý thức của người dân về căn bệnh, cũng như là nâng cao khả năng tiếp cận điều trị bệnh đối với các bệnh nhân. Chúng tôi hy vọng có thể sớm phát hiện nguy cơ để giảm thiểu những chấn thương, đau đớn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, đồng thời mang lại kết quả điều trị tốt hơn. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là trong tất cả những căn bệnh ung thư, thì đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Con số bệnh nhân mắc ung thư vòm họng tại Việt Nam đang gia tăng. Lý do thứ hai là tuy phổ biến nhưng rất ít người hiểu biết về căn bệnh này. Thêm vào đó, việc hỗ trợ chẩn đoán và phát hiện bệnh là tương đối đơn giản đối với Canada. Chương trình đặt ra những mục tiêu gì trong quá trình triển khai tại Việt Nam? Chúng tôi sẽ hình thành một cộng đồng nghiên cứu căn bệnh ung thư vòm họng với chương trình nghiên cứu gồm hai bước. Chúng tôi hy vọng trước hết là phát hiện được bệnh ở giai đoạn sớm. Tiếp đó, chúng tôi sẽ gửi những mẫu thu thập được đến bệnh viện ung bướu để nghiên cứu ở cấp độ cao hơn. Như vậy, những bệnh nhân một khi có nguy cơ bị ung thư vòm họng sẽ không cần phải đến bệnh viện cho các điều trị về sau. Điều này cũng sẽ giúp giảm được chi phí chăm sóc y tế. Và cụ thể thì dự án sẽ được triển khai ra sao trong thời gian tới, thưa bà? Đây là dự án hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu và Trường Đại học British Columbia tại Canada. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình một cách lâu dài và hy vọng có thể kiểm soát bệnh tốt hơn. Những kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ được sử dụng ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới với những biến thể khác nhau của căn bệnh, và nó không chỉ phục vụ cho điều trị ung thư vòm họng mà còn cho các bệnh ung thư khác như là ung thư cổ tử cung, ung thư phổi hay là ung thư đại tràng. Nhiều sự quan tâm của người Việt Nam, ông có kế hoạch nào trong tương lai nhằm tăng cường thêm ảnh hưởng của quỹ Terry Fox đối với đời sống xã hội Việt Nam hay không? I'm the president of the Canadian Chamber of Commerce, and we're a co-chair of the Terry Fox Run in Ho Chi Minh. Tôi là chủ tịch Phòng Thương mại Canada, cũng là đồng chủ tịch quỹ Terry Fox tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có tham vọng lớn là sẽ hợp tác tích cực hơn nữa cùng với đội ngũ của mình để tăng cường các hoạt động không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh thành khác. Tôi hy vọng chúng ta có thể thấy giải chạy Terry Fox diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau trong một tương lai gần. Chỉ nói rằng Terry Fox đã được biết đến nhiều, đó là nhờ những thành công của nó. Chúng tôi sẽ lấy đây làm điểm tựa để phát triển Terry Fox tại những khu vực khác. Xin cảm ơn ông bà đã tham gia cuộc trò chuyện này. Vừa rồi là phần 2 của bản tin trong nước. Quang Vinh sẽ quay trở lại với phần cuối cùng với những nội dung chính sau đây. Hà Nội đang quy hoạch không gian phía Tây tuyến Nhật Tân Nội Bài để xây dựng tháp tài chính thương mại. Xu hướng tìm kiếm nhân tài của doanh nghiệp đang cởi mở hơn với các tiềm năng trẻ.